Tôi sẽ nói với các bạn một vài cái trải nghiệm tuyệt vời của tôi khi mà tôi bắt đầu làm công việc kinh doanh online. Trước đây tôi cũng có một cái niềm tin giống như là rất nhiều người, đó chính là mình học ra thì mình phải làm đúng cái nghề mình được đào tạo. Nhưng mà thật không may cho tôi, lúc đầu tiên tôi nghĩ rằng là mình học thú y, mình học thật giỏi kỹ thuật, sau đấy thì ra mình sẽ kiếm được cơm. Nhưng mà sau 7 năm trải nghiệm trên thương trường về kinh doanh, tôi bắt đầu tôi ra tham gia công việc kinh doanh riêng của tôi. Tôi ra ok, nếu mà tôi sau đấy thì tôi ra tôi bắt đầu tôi mô hình kinh doanh cho cá nhân tôi, tại vì lúc đấy tôi cũng tham tiền đi. Tôi nhìn thấy mấy ông chủ ông làm ăn thành công vang dội, trong khi bây giờ mình bán doanh số cả hơn tỷ bạc mà người ta trả cho mình được 30 triệu thì nó quá bèo bọt. Lúc đầu tiên mình cũng nghĩ thế, và mình nhìn thấy ông ăn dày ra phết, thế là mình nhảy ra mình bắt đầu mình làm kinh doanh. Khi mình ra mình làm kinh doanh được 2 năm thì công việc nó bắt đầu nó đi vào khuôn khổ được khoảng tầm 1-2 tháng và bắt đầu nó xuống dốc. Thế thì tại sao nó xuống dốc? Tại vì rất đơn giản là tất cả những cái thứ mình anh em mình đang kinh doanh nó đều phụ thuộc vào thị trường, phụ thuộc vào khách hàng quá nhiều. Thế thì từ đấy tôi mới đặt ra rất nhiều câu hỏi, tôi bảo rằng là ồ, làm cách nào để mình có thể gia tăng được số lượng khách hàng nhỉ? Làm thế nào để mình có thể kết nối với khắp mọi nơi, để mình có thể bán khắp trong Nam ngoài Bắc, để không phụ thuộc vào địa vào người ta gọi là không thuộc vào địa lý nữa. Thì lúc đầu tiên tôi cũng nghĩ rằng là ồ, mình làm kinh doanh thì thôi mình cứ mở ra khoảng 2 đến 3 cái cửa hàng, thậm chí là tôi mở 6 cái cửa hàng ở 3 tỉnh. Mục đích của tôi là phủ sóng hết 3 cái tỉnh này để cạnh tranh với những đối tác, những người khác ở trên cạnh tranh với những người khác ở trên thương trường. Nhưng mà rõ ràng khi tôi mở ra được 6 cái cửa hàng ấy thì tài chính của tôi càng ngày càng đuối đi, và cái công việc ấy mà tôi có thể quản lý nguồn tài chính này, quản lý nhân sự của mình càng ngày càng kém đi. Thế thì cuối cùng tôi mới nhận ra một điều rằng là ồ, mình thực sự chưa đủ lớn để mình có thể làm công việc kinh doanh, và hình như là mình đang làm kinh doanh sai sai cái gì đấy. Và rõ ràng tôi thấy là nhân viên của tôi cũng cũng bỏ đi khá nhiều, nhân viên của tôi cũng bỏ tôi đi khá nhiều, mà thực ra nó chẳng có hiệu quả mấy, tại vì cái mô hình mình xây dựng ra mình đào tạo nhưng mà nó không có hiệu quả nhiều. Vậy là sau đấy thì tôi cũng nhìn một số người bạn tôi tự hỏi là tại sao người ta vẫn thành công được nhỉ, tại sao người ta vẫn thành công trong khi mình thất bại. Và cho tới thời điểm bây giờ tôi gặp mà những người bạn của tôi họ vẫn đang làm hình chuỗi, người ta vẫn đang làm cửa hàng chuỗi, và người ta vẫn bảo với tôi là sao tao làm thành công mà mày làm thất bại. Thế tôi mới ngồi tôi ngẫm nghĩ kỹ, tôi mới hiểu một điều rằng là nguồn lực của mỗi người khác nhau, trí tuệ của mỗi người khác nhau, nên nó không có sự chung ở đây. Nếu mà nó đã không có sự chung chiết ấy, thì cực kỳ nguy hiểm cho mỗi chúng ta. Và đương nhiên khi mà bạn hỏi lấy ai đấy một lời khuyên ấy, bạn hỏi ai đấy một lời khuyên thì người ta sẽ cho bạn một lời khuyên cực kỳ hữu ích và tuyệt vời. Nhưng mà rất tiếc với bạn rằng cái lời khuyên đấy ấy, là trải nghiệm của người ta và đang nguồn lực của người ta. Nếu mà bạn đưa về bạn áp dụng cái mô hình kinh doanh đấy vào trong mô hình nhà bạn thì khả năng cao là bạn cũng dính đòn giống như tôi thôi. Tại vì trước đây tôi cũng giống như một số người, khi mà mình kinh doanh cái thứ mà mình không được đào tạo ấy thì nó giống như là kiểu như mình đi đường mà mình không có đèn pin ấy. Mình làm lúc đầu tiên mình tưởng nó rất ngon, nhưng cuối cùng càng làm mình càng thấy nó bi đát anh ạ. Nên là anh em nhé, nếu mà đang xem livestream của tôi ấy, thì anh em cần phải hỏi bất kỳ một câu hỏi nào liên quan đến kinh doanh. Ví dụ như các bạn có thể hỏi cho tôi những câu hỏi nào mà liên quan đến kinh doanh sắp ra trường chẳng hạn, hoặc là một số câu hỏi mà tôi thấy nhất rất nhiều đại lý thư thuy đang hỏi tôi, đó chính là anh làm cách nào để cho công việc kinh doanh của em nó tiến nhanh hơn được không? Tại sao nó lại tiến nhanh hơn? Tại vì sau khi kinh doanh 3 năm thì nó dừng lại và nó không tiến lên được nữa. Đây là một cái cực kỳ buồn cười luôn, một cái cực kỳ buồn cười. Vậy thì từ đấy tôi mới nhìn thấy một điều rằng là ồ, nếu mà tất cả các đại lý đều đóng băng như thế thì sao? Và tôi đi hỏi rất nhiều người và tôi đã giải quyết cho rất nhiều đại lý thư thuy cái câu hỏi này. Và rõ ràng một điều rằng khi mà các bạn làm theo cách cũ ấy, cái miếng bánh trên thị trường nó chỉ có giới hạn thôi, và những người chăn nuôi nó cũng chỉ có bằng đến người thôi. Thế bây giờ tự nhiên mình miếng bánh trên thị trường thì nó chỉ có vậy. Mà bây giờ đại lý thì càng ngày càng mọc ra nhiều hơn, và ở chỉ trong một vùng thị trường nó chỉ có bằng đấy đại lý thôi. Thế bây giờ cái càng ngày càng mọc lên đại lý trong khi người chăn nuôi càng ngày càng ít đi thì chắc chắn đánh nhau rồi. Sau khi đánh nhau thì một số ông sẽ bị phá sản, một số ông sẽ phải chuyển ngành nghề, còn một số ông thì sẽ tiến lên. Nhưng mà nếu mà mình đã mở mô hình kinh doanh rồi, hoặc mình chuẩn bị mở mô hình kinh doanh rồi, nhưng mà nếu mình không biết
mình không biết cách để mình vận hành nó thì cực kỳ nguy hiểm và nó có thể thất bại bất kỳ lúc nào. Đấy, khi mà cái miếng bánh trên thị trường nó chỉ như cái đồng bánh thôi, và mỗi người gặm một miếng, mỗi người gặm một miếng, và cuối cùng gặm đi gặm lại, cuối cùng gặm của nhau thôi. Nếu mà không gặm được nữa thì đánh nhau, đánh nhau chán ấy, thì hai ông đại lý của một công ty lại đi xiên nhau, hết ông này nói xấu ông kia nói xấu, sau đấy thì chơi dùng chiến lược là đem giá để chủ dập. Ví dụ như mày bán 10.000 tao bán 9.000 thì tao chủ dập mày, và cuối cùng cứ đánh nhau liên tăng tăng như thế, và suốt ngày mẹ no đi rình rập giải quyết cái mâu thuẫn của nhau đã đủ mệt rồi thì còn thời gian đâu mà kinh doanh, thời gian đâu mà kiếm tiền, đúng không? Thế thì chính từ những cái mà nó vất vả như thế, tôi bắt đầu tôi mới đi tìm hiểu tất cả những cái khúc mắc trong công việc kinh doanh của tôi, tất cả những cái mà tôi đang vướng bận. Ví dụ như là rõ ràng một điều, một thằng công ty nó bán thuốc cho tôi, một thằng công ty nó bán thuốc cho tôi và nó lại bán cho đối thủ của tôi nữa. Thế thì hai thằng được mua giá cùng nhau, nhưng mà cái giá bán ra ấy, thì mạnh thằng nào thằng ấy chơi. Ví dụ tôi mua nhiều hơn ấy, thì tôi được chiết khấu tốt hơn, mà tôi mua ít thì tôi được chiết khấu kém. Thế thì cá lớn nuốt cá bé và xã hội nó như vậy, và nó vận hành liên tục như vậy. Nếu mà đúng cái công thức cũ ấy, thì những người mới ra trường, những người kinh doanh 2-3 năm thực tế là không có cơ hội nhiều để cạnh tranh với những người đi trước, đặc biệt là về kỹ thuật, về kinh nghiệm, rồi là về những cái mối quan hệ. Nhưng mà từ đấy tôi mới đúc rút và tôi tìm hiểu ra là nguyên nhân nó từ đâu, và tôi tìm ra được một từ khóa quan trọng, đó chính là kinh doanh phi thương bất phú. Nếu mà bạn muốn có tiền, nếu mà bạn muốn giàu, bạn muốn có tiền thì bắt buộc bạn phải kinh doanh thì bạn mới giàu. Còn nếu mà bạn không kinh doanh ấy mà bạn cứ đi làm công ăn lương ấy thì thực ra vẫn ngon, tức là cái độ ổn định của nó khá cao, nhưng mà rất tiếc một điều rằng nó sẽ có cái mâu thuẫn giữa việc là ông vừa muốn ổn định mà ông lại vừa muốn giàu, chắc chắn nó có cái mâu thuẫn này. Nên là rất nhiều ông ăn bánh vẽ nhé, lúc đầu tiên nghe mấy ông tư vấn, mẹ ông bảo là ngày xưa tao bỏ ra 200-300 triệu để tao mở một cái cửa hàng thương thú y đấy, sau đấy thì bán kinh doanh, sau khoảng 3 năm thì 200 triệu đấy nó đi đâu mất ấy, cuối cùng còn lợi tỷ đấy. Đấy, nó là như vậy. Và khi mà mình học theo công thức của người ta ấy, thì mình cũng không biết là công thức của người ta đúng hay là không đúng. Ở đây nó không có sai, tại vì với họ nó là đúng, với mình nó là sai, thì mình không thể phân biệt đúng sai được, mà mình chỉ nói rằng là nó đúng và đúng hơn thôi. Ok anh em, đợi tôi tí tôi bật lại cái điện, nghe nhé, cái điện này hơi tối thì phải. Điện tôi đã bật lại là ngon lành đấy. Tiếp tục nhé. Khi mà anh em bắt đầu kinh doanh ấy, thì mình toàn ăn bánh vẽ thôi. Mình ăn bánh vẽ tại vì những cái người đi trước ấy, người ta cho mình những cái trải nghiệm, nhưng mà đấy là những cái trải nghiệm người ta, không phải của mình. Nên là khi mình áp dụng vào nó cực kỳ nguy hiểm. Khi áp dụng vào nó cực kỳ nguy hiểm, tại vì sao? Tại vì với cái kinh nghiệm của người ta, với cái chiến lược của người ta có thể nó đúng, nguồn lực của người ta có thể nó đúng, nhưng mà với cái chiến lược kinh nghiệm của mình thì nó sai bét tà nè nhè ra. Nên là bây giờ thay vì cái việc là ăn bánh vẽ là đầu tư rất nhiều tiền của vào để làm một cái mô hình kinh doanh, và có rất nhiều người ấy, là khi mà mình chưa có tài chính thì mình rất sợ hãi, mình bảo mình sợ hãi rằng là ồ bây giờ làm sao tôi có thể có tiền để tôi bắt đầu công việc kinh doanh được, toàn có 100-300 triệu là sao kinh doanh được. Nhưng không phải như thế. Khi mà tôi đi đào sâu hơn, tôi đi tìm hiểu kỹ hơn về công việc kinh doanh ấy, thì tôi phát hiện ra một điều rằng kinh doanh ấy, nó chỉ cần tập trung vào marketing và bán hàng thôi, chứ nó không tập trung vào tài sản cố định giống như là các bạn đang lầm tưởng. Và có rất nhiều người lại nói rằng là nếu mà ông không đầu tư tài sản cố định thì làm sao ông kinh doanh được. Đúng, câu hỏi này nó đã đi theo tôi cả mười mấy năm nay rồi, và bây giờ nó mới được kiến giải. Thực ra cái việc mà bạn xây một cái cửa hàng, hay bạn thuê một miếng đất để bạn mở một cửa hàng, và bạn đưa hàng về đây nhà, bạn để trong đấy, bạn muốn rằng người ta đến người ta mua, nó không dễ dàng như vậy đâu. Tồn kho, tồn bãi, rồi là chi phí thuê người, thuê nhà. Nếu mà bây giờ bạn mở một cái cửa hàng thuốc thú y ra, kiểu gì cũng mất một ông mẹ ngồi nhà để coi hàng, chứ đâu phải là cứ bỏ buông xuôi đấy mà đi mà kinh doanh được, đúng không? Nên là trong cái mô hình kinh doanh mà tôi học được ấy, không cần phải địa điểm, không cần phải bất kỳ một gì cả, ông chỉ cần duy nhất một thứ thôi, đó chính là ông phải giúp cho khách hàng giải quyết nhu cầu người ta, thế là nó thành công thôi. Khi mà mình bắt đầu từ nhu cầu khách hàng thì nó không còn giới hạn nữa, nó không còn giới hạn trong cái việc là mình chuẩn bị những cái gì nữa. Đấy là một trong những cái công thức kinh doanh cực kỳ tuyệt vời mà nó dễ dàng đến tới mức không ngờ. Và hiện tại bây giờ sau khi tôi đào tạo ra một nhóm những người bác sĩ thú y có thể kinh doanh online đột phá, ví dụ như là bạn là Nguyễn Sợi, bạn có thể live stream ở trên mạng, Huyền Thu live stream và rất nhiều người live stream,
Thì khi người ta làm được điều đấy thì người ta kết nối được khắp mọi nơi các bạn, người ta kết nối được khắp mọi nơi, khắp từ trong Nam ngoài Bắc, mọi chỗ mọi nơi đều có thể kinh doanh, có thể kết nối được. Và từ đấy tôi nhận ra một điều rằng, nếu mà mình cứ làm theo cách như thế thì cái việc mình hiện diện trước mặt tất cả những người có nhu cầu là điều cần thiết. Và trước đây thầy tôi cũng nói rằng, nói với tôi rằng là kinh doanh ấy thì mình phải tập trung vào khách hàng tiềm năng. Khách hàng tiềm năng là gì? Khách hàng tiềm năng là khách hàng có nhu cầu và chịu chi tiền. Thế thì tôi cũng bảo là quái lạ, bây giờ mình tìm đâu ra những ông mà chịu lôn tiền mặt ra để mua hàng nhỉ, tìm đâu ra những ông mà sẵn sàng chi trả để mua hàng nhỉ. Thế cuối cùng tôi không tập trung vào cái việc là tìm cái ông chịu chi tiền nữa, mà tôi tìm những ông nào mà ông có nhu cầu, ông đang cần phải giải quyết, thì tôi tập trung vào nhóm đối tượng đấy. Tôi tìm những người mà có nhu cầu, ví dụ có nhu cầu chữa bệnh chẳng hạn, có nhu cầu sử dụng thuốc hay có một nhu cầu nào đấy, thì tôi chỉ cần giải quyết nhu cầu người ta thôi, thì thuốc tôi chẳng cần bán nữa mà họ họ tự mua. Thì cái công thức đấy nó lại ứng với một cái câu nói của thầy tôi, đó chính là giúp đỡ khách hàng được mua hàng từ mình. Nó quá tuyệt vời không ạ? Nên là khi mà mình học kinh doanh mình mới vỡ nẽ ra được rất nhiều điều, mình vỡ ra được cực kỳ nhiều điều. Thì càng ngày tôi làm tôi lại càng thấy thú vị và tôi càng thấy nó đơn giản. Buổi sáng giờ ngồi nhà mình có phải đi ra đường đâu, mình vẫn bán được hàng và mình vẫn giúp được bao nhiêu người ấy. Thay vì cái việc một ngày đi vào trong trại giúp được một hai trại, ngồi ở nhà mẹ tư vấn một lúc có mà khoảng 20 ông, mà 20 ông cực kỳ ngon, vừa giúp được cho đông người vừa kiếm được tiền nữa, chứ quá tuyệt vời luôn. Và có rất nhiều ông hỏi tôi những cái câu hỏi như sau này, hỏi bọn là ồ em bây giờ em không biết bắt đầu kinh doanh online, em không biết bắt đầu từ đâu thì làm thế nào. Có nhiều ông thì bảo là ôi thế bây giờ tôi không bán thuốc thú y, tôi chẳng có kỹ thuật gì thú y, thì tôi kinh doanh làm sao. Có những ông lại bảo là ui bây giờ tôi kinh doanh 3 năm rồi mà ở đây mẹ không bán chịu, không bán được hàng đâu, rồi ôi không bán chịu, không bán được hàng đâu. Thế tôi mới hoảng hồn, tôi bảo là đúng rồi, các ông cứ làm đi, các ông cứ làm theo cách cũ đi, và cuối cùng các ông lại đi vào vết xe đổ của tôi. Cho tới thời điểm bây giờ tôi vẫn thấy tôi khốn nạn, và tôi vẫn thấy vài ông đang mua chịu thuốc của tôi 5 năm nay chưa trả, mấy ông đấy cũng khốn nạn luôn. Mỗi một lần đi đòi nợ mình cảm thấy đúng là một sai lầm cực kỳ trong cuộc đời, đó chính là cái việc mà mình bán chịu cho người khác. Bán chịu cho người khác để khi mình cần tiền để mình trang trải cuộc sống của mình chi trả mọi thứ trong cuộc sống của mình thì mình không có tiền để mình trả. Nên là những ông nào mà đang bán chịu mà tiền ông nhiều thì có thể ông lại đi được, nhưng mà tôi hoặc là tất cả những người mà đang kinh doanh cùng với tôi hướng dẫn người ta công thức kinh doanh đúng chuẩn quy chuẩn luôn, để người ta biết một điều rằng là kinh doanh nó là cái gì. Và ngược lại thì có rất nhiều ông đang ảo tưởng nghĩ rằng là kinh doanh nó khó hoặc kinh doanh nó dễ. Chẳng có một điều gì dễ hay rồi khó, mà quan trọng nhất là công hành động, công làm, công phải làm thì nó mới có kết quả. Còn nếu mà không làm còn lâu mới có kết quả, mẹ cứ ngồi đấy chờ sung dụng mà đâu mới có. Nên là bắt đầu từ đấy tôi học cách kinh doanh online. Vừa giờ tôi chiếu cái điện thoại của tôi lên trên màn hình này nhưng nó không chạy, tôi chẳng hiểu nó bị nó sao, chứ không tôi thử thao tác cho các bạn xem. Tôi làm marketing thử cho các bạn nhìn trên mạng nhé. Tôi chỉ cần đăng một bức ảnh của tôi thôi thì một lúc sau có khoảng tầm 5 đến 700 người xem cái bức ảnh đấy không. Đấy là một điều vô cùng tuyệt vời. Ví dụ trong cái livestream này hạn tôi like vui vui như thế thôi. Buổi tối hôm nay vừa mới lên trên Hà Nội xong ngồi buồn buồn like chơi thế thôi. Nhưng không, để ý này, tôi chiếu thử công xem. Khi mà tôi áp dụng cái công thức kinh doanh online này vào trong công việc kinh doanh thì các ông nhìn những con người người ta thay đổi như thế nào. Những con người người ta thay đổi như nào để các ông biết rằng là nó có công thức đàng hoàng chứ không phải không có công thức nhé. Chiếu cho anh em xem tí cho nó thú vị xong rồi mình nói tiếp được không? Đây nhá, các ông nhìn lên, đây là cái profile của tôi nhá. Các ông nhìn cái profile, đây là cái profile của Xuân Trịnh này, được chưa? Đây là cái profile của Xuân Trịnh. Đây bây giờ nhá, anh em nhìn nhá. Đầu tiên ấy là tôi thử một bạn là bạn Huyền Thu nhá. Đấy, ví dụ như bạn là thú y phong sợi này chẳng hạn. Đấy, khi mà học xong chương trình kinh doanh online đột phá, học xong chương trình kinh doanh online đột phá, cô ấy đã thay đổi như nào? Đấy các bạn nhìn này. Đấy, cô đã làm được video này, làm được livestream này. Trong vòng 30 ngày mà có thể làm được những điều kinh khủng như thế thì các ông hình dung ra là công thức nó đã có.
mọi thứ nó được tối ưu hóa, nó cực kỳ đơn giản. Đây, ví dụ như này, làm một cái video sau đấy thì đốt cái này về thì đăng lên mạng thôi, đúng không? Tiếp cận là 678 ấy, số đẹp thế nhỉ, 678. Chưa? Ví dụ một cái video khác của livestream phát tiếp cận được khoảng hơn chục nghìn người. Nhiều ông bảo nó dễ nhưng cứ thử làm thử xem có làm được không. Đây công nhìn này, được chưa? Bác Thu Sĩ Nguyễn Sợi đây là nhắc đến tên bạn này, bí quyết phục hồi lái sau đẻ này, 2.300 lượt xem này, tiếp cận khoảng 6.700 người, vô cùng tuyệt vời luôn, đúng không? Đây cái livestream này công nhìn này, công nhìn này, livestream này nhá, lượt xem được con livestream thôi, một cô gái, một bác sĩ thú y hết sức là bình thường livestream một phát đâu, nhìn trông cô ấy cực kỳ tự tin này, livestream phát 4.800 lượt xem, sợ chưa? 17.199 lượt tiếp cận. Thế công thấy không, khi mà làm online nó có những cái giá trị tuyệt vời như thế, mà nó không giới hạn địa lý, chỉ có làm nó có kết quả thôi. Và tại sao có rất nhiều ông muốn làm mà lại không làm được? Tại vì rất đơn giản, không công không biết cách thì làm sao mà làm được, cứ tưởng nó dễ ăn, đúng không? Như là nhìn thấy không, cái livestream sơ sơ cũng 1.500 lượt xem, nó quá thú vị đi, xem là còn cái nào mạnh hơn rồi. Nên anh em hỏi vài câu hỏi đi, tôi trả lời cho. Nếu mà đang chuẩn bị kinh doanh nhé, hoặc là đang kinh doanh ấy mà gặp phải vấn đề trong kinh doanh mà không bán được hàng hoặc không kết nối được với nhiều người hơn ấy, thì hỏi ngay tức thì, đặt câu hỏi đây tôi trả lời cho. Đây nhìn này, chưa, like vui vui thôi. Ôi trời ơi, mẹ tôi chết mất thôi này. Đây là bây giờ nhá, một bác sĩ thú y thông thường, được không? Khi mà cô ấy làm cái livestream ngày mùng 6 tháng 5 này lúc 20:40 này, 7.700 lượt xem, được chưa? Và số người tiếp cận là 21.315 người. Thế công hình dung được không? Nếu mà với cái cách này ấy, một ngày cô ấy livestream cô ấy có thể tiếp cận được số người đông như thế này, thì còn gì là giới hạn của địa lý nữa? Không bao giờ còn giới hạn của địa lý, chỉ có bán hàng thôi và giúp người thôi. Còn nếu mà công cứ nghĩ rằng công mở cửa hàng thuốc thú y ra, công kinh doanh nó sẽ thành công, còn lâu. Ông cứ mở thử ra xem, nếu mà 2 đến 3 tháng mà ông kinh doanh mà ông không bán được hàng ấy, trước sau gì ông cũng tòi thôi. Bạn Bùi Thị Doan hỏi câu hỏi là tôi muốn chia sẻ bán hàng LT online. Bán hàng LT online được không, là món gì nhỉ? Bùi Thị Doan hỏi là tôi muốn chia sẻ BHLT online, bạn có thể viết rõ ra được không? Bạn có thể viết rõ cái câu hỏi của bạn ra được không để tôi mới biết được, chứ tôi đọc tôi không hiểu. Rồi ok, tôi thử xem một người khác nhé. Đây, ví dụ nay chim sơ sơ cũng tiếp cận 5-7.000 người như thế này thì còn gì là giới hạn trong kinh doanh, đúng không? Nên là các bạn, khi mà các bạn mở một cửa hàng thuốc thú y ra, các bạn đừng có ăn bánh vẽ. Đừng có ăn bánh vẽ, tức là mình cứ nghĩ rằng mình mở ra là mình bán được ngay. Mình mở ra là mình có thể có thu nhập, còn lâu. Nếu mà các bạn không biết cách nhá, để làm marketing và bán hàng ấy, thì chết chắc 100%. Đừng bao giờ đi vào vết xe đổ cũ của tôi, tại vì tôi đã quá nhục nhã, quá đau khổ rồi. Nên là nếu mà ai bây giờ mà vẫn làm theo cách cũ ấy, thì biết sẽ khó khăn như thế nào. Đây, 3.500 lượt xem này, 12.000 lượt tiếp cận này, quá tuyệt vời luôn. Nếu mà với cái công thức kinh doanh online này ấy, thì tôi chắc chắn một điều rằng sẽ không có đối thủ. Xem nào, Thu Khiêm Phú Thọ xem là thế nào. Thu Khiêm Phú Thọ, hôm trước tôi cho các bạn xem một cái video của cô này, cô ấy live stream mà, cô live stream xong ấy mà nó tiếp cận. Ok, xin chào Nguyễn Xuân, xin chào Bùi Xuân Chiến. Rồi ok, bạn Bùi Thị Gian bạn hỏi là bảo hiểm nhân thọ. Ok rồi, tí nữa tôi sẽ nói với bạn Bùi Thị Gian. Bạn Bùi Thị Gian là tôi muốn chia sẻ về bảo hiểm nhân thọ online được không? Tức là ý bạn muốn nói là tôi chia sẻ cho bạn cách kinh doanh bảo hiểm nhân thọ online, hay là bạn chia sẻ cho tôi nghe? Nếu mà bạn chia sẻ kinh doanh online thì bạn có dùng máy tính không? Tôi sẽ share cho bạn lên đây, bạn chia sẻ trên profile của tôi được. Còn nếu mà bạn muốn tôi chia sẻ công thức để kinh doanh online mà bảo hiểm nhân thọ thì tôi sẽ chỉ bạn. Thực ra nó quá đơn giản, tại vì tất cả những người nào đang kinh doanh online bảo hiểm ở đây đều đang là bạn của tôi. Tất cả những người nào đang làm bảo hiểm rất mạnh đều là bạn của tôi. Hôm nào tôi chỉ cho anh em xem. Chỉ cần tôi alo một phát thôi thì mọi người sẽ lại đến bên tôi thôi, lại giúp đỡ tôi thôi. Nếu mà về bảo hiểm nhân thọ, môn đấy tôi cũng biết nên nó cũng khá đơn giản. Tí nữa tôi sẽ chỉ cho bạn cách để bạn kinh doanh bảo hiểm nhân thọ thành công nhé. Để các bạn biết rằng là khi mà tôi học được mô hình kinh doanh online thì nó không còn là giới hạn nữa.
Ok rồi, tôi đang tìm cái ba cái quả bạn Huyền Thu này. Bạn Huyền Thu này có rất nhiều cái livestream tuyệt vời nhá. Để tôi tra thử xem là livestream của bạn ở đâu à. Rồi ok này, livestream video rất nhiều này. 2001 này. 4500 đây này, ví dụ này cái livestream này này. Các bạn nhìn nhá. Có một cái livestream của cô ấy này, livestream ngày này 9000 lượt xem, sợ thật đấy. Đây này, cái livestream này này. Nhìn không? Nhìn không? 9000 lượt xem và 32000 lượt tiếp cận, quá kinh khủng khiếp. Nếu mà với cái mô hình kinh doanh online này ấy, mà áp dụng vào trong thú y ấy, đã được tôi tối ưu hóa rồi thì nói chung là không có đối thủ rồi. Tôi khẳng định với các bạn là không có đối thủ. Nên là các bạn chỉ cần làm những điều đơn giản thôi. Làm những điều đơn giản thôi thì các bạn sẽ đạt được kết quả tuyệt vời. Thế thì bây giờ tôi sẽ trả lời vài câu hỏi của các bạn nhé. Tôi sẽ trả lời vài câu hỏi của các bạn. Thứ nhất là làm sao thuyết phục khách hàng mua tiền mặt là anh chị? Quá đơn giản. Làm cách nào để thuyết phục được khách hàng mua tiền mặt? Cực kỳ đơn giản luôn. Tí nữa tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh Trương Mạnh Dũng nhé. Làm thế nào để thuyết phục được khách hàng mua tiền mặt? Đừng có nói là làm thế nào để thuyết phục khách hàng mua tiền mặt, mà mình phải nói là làm thế nào để khách hàng lôn tiền ra mua tiền mặt. Nghe nó kinh. Thuyết phục không cần thuyết phục. Ông sẽ làm cách như sau này để cho khách hàng tự lôn tiền ra. Không cần phải nữa, không cần phải hỏi nữa, tự lôn ra. Rồi ok. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh Trương Mạnh Dũng tí nữa nhé. Bây giờ trả lời mấy câu hỏi người ta gửi trước đã, không lại cầm đèn chạy chiếc ô tô. Rồi ok, câu hỏi của bạn Bùi Thị Doan là tôi muốn chia sẻ bảo hiểm nhân thọ online được không? Tôi muốn chia sẻ thì bây giờ là bạn này bạn hỏi là bảo hiểm nhân thọ, nhưng mà bạn hỏi là muốn tôi chia sẻ cho bạn hay là bạn chia sẻ cho tôi? Phải nói rõ ràng. À đây rồi, tôi muốn bạn chỉ cách kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Ok rồi, thì bây giờ tôi sẽ chỉ cho Bùi Thị Doan cách để mình kinh doanh bảo hiểm nhân thọ nhé. Đây là xem chuyên gia bác sĩ thú y Phạm Xuân Trịnh bán bảo hiểm nhân thọ này. Tất cả có 8 cộng 2 bước để chúng ta có thể bán bảo hiểm nhân thọ thành công. Bước số 1 đó chính là các bạn phải xác định được khách hàng tiềm năng của mình là gì. Đầu tiên mình phải xác định được khách hàng tiềm năng bằng cách là mình liệt kê lại tất cả những khách hàng nào kết nối với mình, cả trên online, offline, trên tự động, trên không tự động, để mình có được một cái danh sách khách hàng tiềm năng nhá. Đầu tiên là danh sách khách hàng tiềm năng thì nó có hai tiêu chí thôi. Tiêu chí số 1 đó chính là có nhu cầu. Nếu mà nó không có nhu cầu thì mình phải tạo cho nó nhu cầu. Đấy là điều số 1. Điều số 2 là mình phải xác định được xem là ông này có chịu chi tiền hay không. Thì khi mà ông đấy chịu chi tiền thì đấy là khả năng của bạn làm thế nào để người ta loan tiền ra. Nên là đầu tiên mình phải có danh sách khách hàng tiềm năng. Bước số 2 là mình sẽ lên một cuộc hẹn gặp với khách hàng đấy. Mình lên một cuộc hẹn gặp, có thể là bạn gọi điện cho người ta gặp và uống nước, gặp đối, tức là gặp một một như thế này, gặp ở ngoài thực tế này. Cách số 2 ấy là bạn có thể làm những cái video, những cái live stream để các bạn hiện diện thường xuyên trước mặt người ta, thì đấy cũng là một hình thức hẹn gặp. Một hình thức hẹn gặp cực kỳ tốt, và giống như tôi thế thôi. Tại sao tôi bán hàng được cho tất cả những khách hàng ở trong tít Cà Mau, Cần Thơ, Vĩnh Long, ở đâu tôi cũng bán hàng? Tại vì rất đơn giản là đầu tiên tôi xác định được khách hàng tiềm năng của tôi là những người chăn nuôi, được chưa? Còn với bạn ấy là khi mà bạn xác định khách hàng tiềm năng của bạn, bạn phải có rõ chân dung của người ta, ví dụ như người ta bao nhiêu tuổi này, người ta ở đâu này, nam hay nữ này, công việc người ta là gì, nỗi đau người ta là gì, niềm sung sướng người ta là gì, nó có rất nhiều thứ. Nếu mà bạn Bùi Thị Doan nhá, muốn học cách kinh doanh bảo hiểm online thì bạn có thể kết nối với tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cụ thể. Tại vì với cái công thức kinh doanh online của Xuân Trịnh tôi thì có thể dành cho tất cả mọi ngành nghề đều kinh doanh được. Ê, sau bước thứ hai là mình hẹn gặp người ta rồi, bước số 3 là mình phải bắt đầu xây dựng mối quan hệ thân tình tin cậy. Mình phải kết nối với người ta, giao lưu với người ta, hỗ trợ người ta để người ta có thể thân thiết với mình rồi. Sau khi người ta thân thiết với mình rồi, đúng không? Thân thiết với mình rồi, mình mới xác định nỗi đau và nhu cầu của người ta là gì. Xác định nhu cầu của người ta là gì. Có thể người ta có một nhu cầu nào đấy mà ngay bản thân người ta không biết. Thế các bạn thấy không? Đầu tiên vào khởi động nó đã có 4 bước như thế rồi, và đa số những người thất bại là do công chơi một phát ăn liền luôn, mẹ đăng vừa mới khách hàng tiềm năng mà đã chơi phát chốt sale luôn thì sập 100%. Tôi không bao giờ tôi nào theo cách đấy. Đến bước số 4 là xác định nhu cầu của khách hàng. Mình phải biết nhu cầu người ta là gì. Nhu cầu người ta có 6 cái nhu cầu của con người này. Thứ nhất là nhu cầu sống, thứ hai nhu cầu về tiền, thứ ba là nhu cầu về yêu thương kết nối, số 4 là nhu cầu danh vọng, số 5 là cống hiến, và số 5 là phát triển, và số 6 là cống hiến. Con người chỉ có 6 nhu cầu đó thôi, bạn phải tìm được cái nhu cầu nào quan trọng của khách hàng đấy, được chưa? Và bước số 5 đó chính là mình
sẽ trình bày tính năng lợi ích của bảo hiểm của bạn có thể đáp ứng được cái nhu cầu người ta, thỏa mãn cái mong muốn của người ta, thế là người ta sẽ tự mua hàng của bạn. Và sang bước thứ sáu đó chính là bước sau khi bạn bạn trình bày tính năng lợi ích rồi, sang bước thứ sáu đó chính là bước chốt sale. Khi mà bạn biết được nhu cầu người ta, biết được nỗi đau người ta, biết là người ta cần cái gì, bạn chỉ cần đưa cái liều thuốc bảo hiểm của bạn vào để bạn giải quyết nhu cầu, giải quyết vấn đề của người ta, thế người ta sẽ tự động chốt sale mình, không cần phải động tác động bất kỳ một điều gì cả. Thế xong là sau bước số 6 là chốt sale, đến bước số 7 người ta gọi là giải xử lý sự từ chối, và bước số 8 là chăm sóc sau bán hàng. Còn bước số 9, số 10 là hai bước mà kiếm được cực nhiều tiền. Ông nào mà muốn kiếm nhiều tiền thì tôi sẽ nói cho ông biết hai cái bước tiếp theo trong cái quy trình bán hàng 8 cộng 2 của tôi. Ông nào muốn kiếm tiền, tôi nói cho ông hai biết hai cái bước này thì ông comment cho tôi. Comment cho tôi số 2 trong cái livestream này và chia sẻ cái livestream ra, tôi sẽ tiết lộ ông hai bước cuối cùng để giúp cho anh em kiếm được thật nhiều tiền. Nên là khi anh em học mô hình kinh doanh online của tôi, anh em bán cái gì cũng ra tiền hết, kể cả bán cứt cũng ra tiền luôn. Tôi bây giờ tôi đang đi bán nước bọt ra tiền, tại sao? Tại vì tất cả những cái công thức tôi học tập, tôi trải nghiệm rồi. Khi mà tôi trải nghiệm rồi, nó có kết quả rồi thì bắt đầu tôi đem, tôi nhân bản nó ra. Tôi bắt đầu tôi đem cho tất cả những người nào thực sự cần những cái kiến thức đấy, cần những cái trải nghiệm đấy, và tôi mang ra tôi kinh doanh thôi, có gì đâu, đúng không? Nên là nhiều người bảo rằng là thấy ông kinh doanh cái gì, thì tôi nói chia sẻ với anh em là tôi kinh doanh thông tin, tôi kinh doanh thông tin thế thôi. Các bạn biết là thông tin ý, vừa dễ đóng gói mà vừa quan trọng, nên là kinh doanh thông tin là một trong những ngành kinh doanh vô cùng tuyệt vời mà không phải ai cũng làm được, chỉ có những người học thì mới làm được. Và hiện tại bây giờ, và hiện tại bây giờ nhé, những người mà học trò của tôi ấy, người ta đang kinh doanh thuốc thú y. Trước đây có rất nhiều ông nói rằng là mẹ, ngành thú y là một ngành đặc thù, không bao giờ kinh doanh online được. Nhưng bây giờ công nhìn xem, vẫn kinh vù vù ra thế, được chưa? Vẫn kinh doanh ầm ra có sao đâu. Nên là khi mà đã học mô hình kinh doanh online rồi thì không có giới hạn, bán cái gì cũng được. Khi mà các bạn, những người nào nhau mà chưa biết kinh doanh, chưa biết mình buôn cái gì, chưa biết mình bán cái gì, hoặc chưa biết bắt đầu từ đâu, thì sau khi học chương trình kinh doanh online này thì tự khắc các bạn biết các bạn cần phải làm gì, các bạn biết các bạn phải bán cái gì. Nó tuyệt vời đến mức như thế các bạn. Đấy, còn những ai mà đang chót kinh doanh rồi ấy, thì sau khi học mô hình kinh doanh online đột phá này về, mình quy hoạch lại mô hình kinh doanh của mình, và có thể mình thả thêm trứng vào các giỏ khác nhau. Mình thả thêm trứng vào các giỏ khác nhau cũng càng tuyệt vời. Tại vì sao? Khi mình thả trứng vào các giỏ khác nhau thì nguồn tài chính của mình nó sẽ ổn định, nó đỡ bị nguy hiểm, nó đỡ bị nguy hiểm thì mình sẽ thành công hơn. Và lúc nãy có cái bạn Bùi Thị Gia, bạn đang hỏi tôi về kinh doanh online bảo hiểm. Thì thực ra công thức nó như thế này, tôi nói nôm na này, lúc nãy là tôi nói với bạn về quy trình bán hàng. Nhưng mà trong kinh doanh bảo hiểm ấy thì bạn cần phải tập trung vào hai thứ thôi. Số 1 là bán hàng, thì bạn cần phải tạo ra một cái quy trình bán hàng tự động, giống như là quy trình của tôi đang bán, nhưng là quy trình của bên thú y của tôi. Mọi thứ nó là tự động hoàn toàn. Kể cả lúc tôi đi chơi, hệ thống của tôi nó vẫn chốt sale bình thường. Khi mà lúc tôi đi ngủ, nó vẫn chốt sale bình thường. Đấy chính là hệ thống kinh doanh online tự động. Và câu hỏi của bạn là làm thế nào để có khách hàng bảo hiểm nhân thọ tiềm năng. Khách hàng bảo hiểm nhân thọ tiềm năng là một khách hàng, nếu mà bạn muốn tìm 100 người như thế này thì cực kỳ khó, nhưng mà bạn để 1.000 người tìm bạn thì cực kỳ dễ. Nên cách đơn giản nhất, bạn đừng có hỏi làm thế nào để có thể bán được bảo hiểm nhân thọ, mà bạn hãy chỉ cần làm những điều như sau này. Bạn chỉ cần tỏa sáng thôi, bạn chỉ cần phát sáng ở Việt Nam này thì tự khắc những người có nhu cầu về bảo hiểm và chịu chi tiền người ta sẽ tìm bạn. Còn nếu mà bạn cứ đi bạn tìm thì nó sẽ cực kỳ chậm, tại vì những cái mối quan hệ của bạn trong cuộc đời này bạn đã sử dụng hết rồi. Những người thân trong gia đình bạn, bạn cũng đã mời hết bảo hiểm rồi, và bạn vẫn không bán được hàng. Bạn vẫn không làm thế nào để bạn kiếm được tiền, bạn bán được hàng. Và cách đơn giản nhất đó chính là bạn phải học kinh doanh online thôi. Học kinh doanh online là gì? Học kinh doanh online là mình học marketing và bán hàng, chỉ cần như thế thôi. Khi bạn học được hai cái thứ này thôi, bạn học được hai cái điều này thì bạn bán cái gì cũng ok, cũng ra tiền hết. Bạn học xong cái này, bạn bán cái gì cũng kiếm được tiền. Đấy là một điều vô cùng tuyệt vời mà bạn cần phải biết. Tại vì sao? Tại vì tôi đã áp dụng cái mô hình kinh doanh online này của tôi, học được của thầy Phạm Thành Long, vào rất nhiều mô hình, từ mô hình thú y này để tôi tối ưu hóa nó. Ngày xưa không bao giờ nghĩ rằng là thú y có thể làm được online, mà bây giờ các ông nhìn thấy công ty Big Boss này là một trong những công ty rất đầu thị trường về việc kinh doanh online. Các ông cứ nhìn cái doanh số, ông nhìn cái cách mà chúng tôi đang bán hàng thì các ông biết rằng là nó không có giới hạn về thời gian và không gian, nó không có giới hạn về bất kỳ một rào cản nào, chỉ có giới hạn duy nhất là không có thời gian để mà làm thôi. Thế thì
Từ đấy tôi mới nhận ra một điều rằng là tôi đã áp dụng thử cho một số mô hình kinh doanh khác, ví dụ như là phát triển trí tuệ cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi, và cô ấy cũng đang làm khá ổn, tại vì trước đây cô ấy không biết làm online mà bây giờ cô ấy đã có thể làm chủ được sân chơi của mình và đã khác biệt so hoàn toàn so với đám đông. Ngoài ra bên spa mỹ phẩm, ví dụ như các bạn thấy ai có ai ở bên Linh Bình ấy, thì các bạn thấy mỹ phẩm Huyền My đấy, nếu mà các bạn sau này muốn làm đẹp thì các bạn đến chỗ mỹ phẩm Huyền My để các bạn hỏi bạn Huyền mà ngày xưa làm bên Thú Y là Huyền Hùng đấy, các bạn hỏi xem là cô ấy cũng đang phải sử dụng kênh online để bắt đầu kinh doanh hiệu quả. Nên là các bạn nhớ là bất kể ngành nghề gì cũng có thể kinh doanh online được. Lúc nãy tôi có ngồi tôi nói chuyện với bạn Trần Mỹ ấy. Bạn Trần Mỹ bảo rằng ồ bây giờ em có 1.000 quả trứng vịt, trứng gà ăn thóc, thế anh nào cách nào anh bán hộ cho em phát. Nó rất đơn giản thôi, nếu mà có 1.000 quả trứng gà ăn thóc muốn bán chỉ cần đăng lên trên mạng thôi. Bây giờ cái lượng người theo dõi của tôi là 10.000 người, đăng 1.000 quả trứng lên mạng thì chắc trong phút chốc là các ông mua hết luôn đấy, tại vì trứng gà sạch mà gà ăn thóc mà chứ có phải là gà ăn cám công nghiệp đâu, đúng không? Mua về ăn chỉ có ăn vào già lại trẻ ra, thì trẻ thì thêm đẹp như hoa trên cành, gầy ăn thì béo long bòng, còn béo ăn thì lại linh khinh gầy mòn, nên là ăn trứng gà ấy, mà ăn thóc vô cùng tuyệt vời nhá. Ông nào muốn mua trứng gà ăn thóc ấy thì ông comment vào đây mua bao nhiêu quả, gõ trên cái livestream này để tí nữa tôi cho người liên hệ với ông để bán trứng gà ăn thóc. Tôi nói chỉ có chuẩn luôn thôi, bây giờ tôi có 1.000 quả trứng gà ăn thóc đấy, tại vì nói đúng là như thế này, câu chuyện là như thế này cho nó đúng này, không anh em bảo là tự nhiên ông Trịnh mẹ đang đi làm thú y ông không nuôi gà ông lấy đâu ra trứng. Cơ bản là như thế này này, tôi có một người bạn ấy đợt này là cố ấy tự nhiên lại bị dính bầu không ạ, bị tự nhiên bị dính bầu, thế là mẹ phải ra chăm. Thế thì nhà bà mới có cái trại gà 1.000 con gà ấy, nó đẻ người ta gọi là đẻ như gà mà, đúng không? Có 1.000 con gà nuôi theo kiểu như thả vườn ấy, nó đẻ trứng cực kỳ ngon. Thế thì bây giờ bà mang ra 1.000 quả trứng nhưng mà bảo bây giờ muốn ở lại chăm con thêm vài ngày nữa, thế bây giờ trứng thì bán cho ai? Thế nên tôi thấy hay quá, hôm trước tôi mới đưa một ít về tôi rán thử tôi ăn, tôi thấy mẹ đúng là trứng ăn thóc thật không ạ. Và vài ông lại bảo là sao nuôi 1.000 mà lại cho ăn được thóc, thì ở quê người ta nuôi gà thả vườn thì chạy long nhong thì chỉ chả ăn thóc chứ ăn cái gì, đúng không? Ăn cám thì cũng có nhưng mà cái tỷ lệ thóc là cực kỳ cao luôn, nên là trứng ngon. Ông nào muốn mua trứng của Xuân Trịnh thì đăng ký vào đây, mẹ gõ số trứng ông cần mua vào đây, mai tôi cho người ship đến tận nhà luôn, giá trứng cực kỳ rẻ. Thôi người khác bán hình như 3.000 thì thôi tôi bán cho ông 5.000 một quả. Đúng, trứng ngon thì phải mua đắt chứ. Ok chưa? Tôi không biết giá trứng bao nhiêu đâu, nhưng ông nào mà yêu quý Xuân Trịnh tôi thì mỗi ông ủng hộ cho tôi khoảng 30 quả cho nó hết 1.000 quả đây. Ủng hộ tôi 30 quả cho nó hết 1.000 quả đây, để mai cho bà Bu bảy ở đây 700 con bảy mấy ngày để cho nó hạnh phúc cái. Đúng không? Đấy là một trong những sự cho đi ấy. Đấy, ví dụ như thế. Khi mà tôi làm online đấy, tôi chỉ cần như thế thôi. Ví dụ bây giờ đang có 25 anh em đang xem livestream của Xuân Trịnh này, 25 anh em đang xem livestream của Xuân Trịnh ấy. Tôi chỉ cần thông báo như thế thôi thì tí nữa tự nhiên ai có nhu cầu ấy, ai có nhu cầu tự nhiên mua. Đây ví dụ như này, ông anh Lê Quang Tiến bảo 100 thì tin chứ 1.000 thì có cái gì, cái ba chấm ông đang nói là cái cứt hay là cái cách hay là cái gì, hiểu không? Đây tôi đang làm kinh doanh online mà, nên là cái việc mà tôi đưa thông tin lên mạng ấy, đấy là tôi đang làm marketing. Còn cái việc công mua trứng ấy, biết đâu tôi không có trứng, biết đâu tôi có trứng thật thì sao, mẹ tôi lừa công cứ đặt trứng, thế xong là mai tôi lại bán cái mối đấy cho mấy cái bà bán trứng ở ngoài đường kia, phải bán cái công trả đầy nhà đấy, đúng không? Nên là cái cách kinh doanh online đó chính là cái cách mà mình đưa thông tin lên trên mạng, đưa thông tin lên những cổng thông tin mà ở đấy xuất hiện nhiều người, chỉ thế thôi. Nên là nếu mà bạn Bùi Thị Doan mà muốn học cách bán bảo hiểm ấy thì bạn có thể hỏi Xuân Trịnh, bạn có thể nhắn tin cho Trịnh sẽ hướng dẫn bạn cái cách làm thế nào để bạn có thể có được một cái mô hình kinh doanh bảo hiểm nhân thọ mà thành công ở Việt Nam bây giờ. Tại vì tôi có rất nhiều người bạn đã áp dụng cái công thức này và bây giờ người ta đang thành công rồi, nên tôi nhìn tôi biết ngay. Và nếu mà bạn cứ làm theo cách cũ ấy mà bạn không có sự sáng tạo này, bạn không có người dẫn dắt này, bạn cứ mang bảo hiểm nhân thọ của bạn đi bạn bán cho những người quen ấy, thì một thời gian chính bản thân bạn sẽ mất thương hiệu trong gia đình của bạn. Tại vì sao? Tại vì người ta bảo bạn lừa đảo, người ta bảo bạn đa cấp. Tại vì rất đơn giản, người ta chưa hiểu được rằng cái bảo hiểm nó quan trọng như thế nào đối với cuộc sống của họ, nên là
họ vẫn còn đang, khi họ không biết cái nguồn thông tin đấy và nó còn quá mới ấy, thì người ta nghĩ rằng đó chính là thông tin sai lệch, nên là nó sẽ làm cho bạn tụt năng lượng và bạn kinh doanh nó sẽ khó hơn. Nhưng mà với công thức kinh doanh online của tôi ấy, thì bạn sẽ bán được khắp Việt Nam, chứ không phải là bạn chỉ bán cho người thân không. Và nếu mà bạn muốn thì bạn có thể kết nối cùng với Xuân Trịnh nhé. Rồi, ok, cảm ơn bạn Bùi Thị Doan rất nhiều. Công thức thì nó có đấy, cứ làm nó thành công thôi. Rồi, ok. Tiếp theo tôi trả lời một câu hỏi của anh ở trên profile của tôi là làm sao để thuyết phục khách hàng mua tiền mặt ở chợ hả anh? Thứ nhất ấy, muốn thuyết phục khách hàng mua tiền mặt ấy, thì đầu tiên ấy, trong cái tư duy của bản thân mình, tư duy của cái người bán hàng ấy là phải không được bán chịu cơ, thì bắt đầu ông ấy sẽ thuyết phục được khách hàng mua tiền mặt. Còn bạn bây giờ trong não của mình mà tư duy mẹ chịu cũng được, chịu thì chịu, thì làm sao mà bán được tiền mặt, đúng không? Thì việc đầu tiên tư duy của mình nó phải là bán tiền mặt đã. Sau khi tư duy của mình bán tiền mặt thì mình tìm những người nào mà chịu chi tiền và có nhu cầu thì tự khắc người ta sẽ đưa tiền mặt cho bạn. Còn tất cả những ông nào ấy mà bạn nghĩ rằng đó là khách hàng của bạn, nhưng người ta có nhu cầu nhưng người ta không chịu chi tiền, thì đấy không phải là khách hàng của mình nhá. Nên là bạn sẽ ghi là làm sao để thuyết phục khách hàng tiềm năng mua tiền mặt hả anh thì chuẩn nhá. Chứ còn lại anh em đừng có đang đang mộng tưởng rằng là tất cả những người khách hàng, các bạn đang mộng tưởng rằng tất cả những người khách hàng ở trên thị trường mà bạn gặp đều là khách hàng tiềm năng của bạn. Không phải như thế đâu những người anh em của tôi ạ. Đấy không phải là công thức, mà đấy chỉ là cái sự ngộ nhận của bạn thôi. Tại vì tất cả những người bạn gặp trên cuộc đời này có thể là khách hàng tiềm năng của bạn sau này. Còn hiện tại bây giờ người ta chưa có nhu cầu và người ta không chịu chi tiền, thì bạn đừng có ghi người ta vào, ghi vào sổ cũng được, nhưng đừng có ghi vào cột khách hàng tiềm năng. Tại vì sao? Tại vì bạn đừng có ghi vào đấy cho nó đủ số người. Đừng có ghi vào đấy để cho nó đủ số người, cho nó kín sổ, không bao giờ như thế. Và trong kinh doanh bảo hiểm cũng thế thôi. Bạn phải xác định rõ được khách hàng của bạn là ai. Trong kinh doanh thú y cũng thế, bạn phải xác định rõ chân dung khách hàng của bạn là ai. Thì bắt đầu mình mới kết nối được với họ, mình mới tương tác được với họ. Còn đến bây giờ, bạn cứ nghĩ rằng khách hàng quanh nhà bạn là của bạn nữa, còn lâu, cái đấy khách hàng đấy là của ông hàng xóm, mà khách hàng đấy của ông Trịnh. Tại vì sao? Tại vì Trịnh tôi bán khắp mọi nơi ở Việt Nam rồi, nên là biết đâu một lần nào đấy tôi sử dụng kênh online của tôi bán ngay đến sát vách nhà bạn mà bạn không biết rằng ai bán. Đó chính là tôi bán ấy. Và khi mà tôi bán hàng như thế thì tôi thu được 100% tiền mặt nha anh Trương Mạnh Dũng nhá. Nên là câu hỏi là làm sao thuyết phục được khách hàng mua tiền mặt của mình. Thì thứ nhất ấy, là bạn phải làm sao có cái sản phẩm mà giải quyết được nhu cầu khách hàng. Đấy là điều đầu tiên bạn cần phải làm. Cái thứ hai á, là bạn phải tìm ra những người nào mà chịu chi tiền mặt để mua hàng, thì lúc đấy bạn sẽ bán được tiền mặt nhé. Còn những ông ấy mà ông chuyên đời đi mua chịu ấy, thì có hai vấn đề. Vấn đề số 1 là ông không tin bạn. Vấn đề số 2 là ông khôn quá, ông lợi dụng tiền của mình để ông kinh doanh, để ông sử dụng. Nên là tất cả hai cái khôn này của ông ấy cho ông đi khôn với người khác, còn không được khôn với mình. Tại vì sao? Tại vì mình đang yếu, mình mới ra, mình mới làm, mình không có tiền để mình tốt với người ta vậy đâu. Nên là thôi, tốt hơn hết ấy là mình hãy làm cái gì cho nó đúng, nó đúng đầy và đủ đi, đừng có làm nó sai đi. Để có rất nhiều ông khi mà ngày xưa tôi hỏi bảo là anh ơi, thế bán hàng thì bán chịu có đúng không? Ông bảo đúng hết, tao vẫn đang thế nãy đây, vẫn tốt đây. Đúng là nó vẫn tốt, vẫn nãy thật. Nhưng mà nó nằm ở đây, nó còn rất nhiều cái bí kíp ở trong này mà các anh em cần phải phân tích. Nhưng mà ở đây thôi, tôi không phân tích sâu, biết đâu động phải lòng tự ái của ông nào ông chém tôi chết. Nên thôi không sao. Bây giờ nhá, ông... Anh Sơn Thanh Nguyễn hỏi là làm sao thu nợ xấu được bạn Trịnh ơi. Ok, hiện tại bây giờ tôi đang có một cái khóa học, tôi mở cho các bạn xem nhé. Hiện tại bây giờ Xuân Trịnh đang có một cái khóa học này khá thú vị này. Nếu mà anh em có quan tâm đến cái khóa học này ấy, thì anh em sẽ biết cách nào thế nào để mình thu hồi được công nợ nhé. Đây này các bạn này, cái khóa học này của tôi nó mang tên là như sau này. Để tôi bấm một tí xem nào, nó có lên đây không. Đây, các bạn nhìn đây, có rồi, tôi nhìn thấy rồi. Ok nha, bây giờ anh em nhá, anh em sẽ làm như sau này. Có một câu hỏi của anh Sơn Thanh Nguyễn là làm sao thu nợ xấu được bạn Trịnh ơi. Thì cách thu nợ xấu như sau này. Ok, cách thu nợ xấu như sau này, chiếu cho anh em xem chơi cho đỡ buồn này. Làm sao thu nợ xấu được bạn Trịnh ơi, cách đơn giản như sau. Đây các bạn nhìn này,
Hiện tại bây giờ tôi có một cái khóa học. Hiện tại bây giờ Xuân Trịnh đang có một cái khóa học vô cùng tuyệt vời này mà bạn cần phải tham gia nếu mà bạn muốn thu hồi được nếu mà bạn muốn thu hồi được nợ xấu thì bạn sẽ học cái khóa học như sau này. Các bạn nhìn ở đây tôi có một cái lớp học là lớp vua thú y này, không nói rồi. Đây cái lớp này này, cái lớp mà số các bạn nhìn thấy không? Đây này, cái lớp là lớp đòi nợ văn minh, được chưa? Khi bạn học học xong cái lớp này nó chỉ có 3 ngày thôi. Học xong cái lớp đòi nợ văn minh này, tự khắc bạn sẽ đòi được nợ xấu, được chưa? Thế nên trả lời cái câu hỏi là làm sao thu nợ xấu được bạn Trình ơi, thì cách đơn giản nhất là tham gia khóa học lớp đòi nợ văn minh có giá là 2.868.000. Sau khi bạn học xong cái lớp này trong vòng 3 ngày thôi thì bạn sẽ thu được nợ. Nếu mà bạn làm đúng theo công thức của tôi trong cái lớp học đòi nợ văn minh này mà sau 6 tháng mà bạn không thu hồi được khoảng 70% số nợ của bạn đúng theo công thức của tôi thì tôi sẽ trả lại học phí cho bạn, được chưa? Ok, tôi nói lại này. Câu hỏi của anh Sơn Thanh Nguyễn là làm sao thu nợ xấu được bạn Trịnh ơi? Thì tôi trả lời với anh là anh hãy tham gia vào lớp học đòi nợ văn minh 2.868.000, học trong vòng 3 ngày. Nếu mà sau khi học anh làm đúng và đủ công thức của Xuân Trịnh, trong 6 tháng mà anh không thu hồi được 70% công nợ của anh thì tôi xin hoàn trả lại học phí cho anh, tôi không lấy một đồng nào cả, nhất là tốn nước bọt cũng chơi luôn, được không? Như thế sướng không? Nếu mà anh Nguyễn Thanh Sơn mà quan tâm đến cái lớp học đòi nợ văn minh ấy 2.868.000 thì anh có thể nhắn tin cho tôi sẽ hướng dẫn cách anh học và cách anh làm như thế nào. Ngoài ra tôi còn có rất nhiều lớp học, ví dụ như là lớp học bí mật chuyên gia thú y này, lớp học này có giá là 868.000 này. Học và khi mà các bạn học trong lớp học này ấy, thì khi nào mà các bạn cần phải chẩn đoán bốc thuốc kê đơn ấy, các bạn có thể nhắn tin hỏi tôi sẽ trả lời các bạn và ưu tiên nhất cho những người học trong lớp bí mật chuyên gia để phác đồ điều trị bệnh vật nuôi. Rồi tiếp theo này, cái khóa học các bạn có thể học là cái khóa mà tôi đang đào tạo cho một số anh em ở trên mạng, cái khóa đấy nó gọi là lớp kinh doanh online đột phá có giá là 6.868.000. Cái lớp học này ấy, sau khi học xong ấy thì bạn sẽ trở thành nổi tiếng luôn ở trên mạng luôn. Tại sao? Tại vì công thức của tôi cực kỳ đơn giản, dành cho học sinh lớp 5 có thể học và làm được, nên là không còn gì là khó khăn cả, chỉ quan trọng nhất là bạn đã sẵn sàng làm nó hay chưa. Và có rất nhiều người nói rằng là tại sao mẹ học cái khóa học này nó lại đắt tiền như thế. Nếu mà ông học xong cái khóa học này nhá, mà sau 6 tháng học và rèn luyện liên tục trong vòng 6 tháng ấy mà nó không ra được tiền gấp đôi, gấp 5 lần cái số tiền công đầu tư ấy, thì tôi lại trả lại học phí cho ông, tôi không cần. Tại vì sao? Tại vì tôi đã giúp cho rất nhiều con người thành công rồi, nên là khi mà học cái chương trình này mà không thành công chỉ có hai vấn đề thôi. Vấn đề số 1 đó chính là thầy dốt, vấn đề số 2 là trò không chịu học. Thế thì thầy dốt thì không thể thầy dốt được, tôi dạy ra bao nhiêu người thành công rồi nên là không thể tôi dốt được. Nếu mà dốt thì không bao giờ dạy được, được chưa? Chỉ còn một phương án thứ hai thôi, đó chính là học sinh lười, không chịu học, không chịu làm bài tập thì có lâu mới có kết quả, được chưa? Nên là cái lớp học kinh doanh online đột phá này áp dụng cho tất cả các ngành nghề. Thú y là đương nhiên rồi, tôi đã tối ưu hóa nó để làm được thú y rồi, và bây giờ các bạn nhìn thấy đội nhóm của tôi đang bán ầm ầm trên thị trường ấy. Còn những ngành khác như là bảo hiểm nhân thọ này, hoặc là những ngành phát triển trí tuệ trẻ em này, hoặc spa này, vẫn học bình thường và vẫn thành công bình thường, công thức nó giống nhau, và tôi sẽ chỉ cho các bạn biết từng bí quyết một để giúp cho các bạn thành công. Tiếp theo một số những khóa học khác, ví dụ như khóa học xây dựng nhân hiệu trên internet này. Ông nào mà muốn nổi tiếng trên mạng internet ấy, thì đã tham gia khóa học này với giá là 1 triệu. Khóa học này với giá là 1.868.000, là lớp học xây dựng nhân hiệu trên internet. Tiếp theo này, bạn nào muốn làm video marketing thì chơi luôn lớp video marketing 868.000. À còn đây một lớp này, lớp siêu bác sĩ thú y free, tức là không đồng, được chưa? Anh em nào mà chưa có tiền và chưa muốn học, muốn học thử xem là có hay không ấy, thì vào trong lớp siêu bác sĩ thú y không đồng này, free mà học. Còn tất cả những khóa kia phải đóng tiền hết. Ví dụ có một khóa học này cần phải học này, cái khóa học này này, vị thế thủ lĩnh này. Nếu mà các bạn muốn làm chủ của một cái đội nhóm nào đấy, hoặc là muốn làm chủ của một doanh nghiệp chẳng hạn, hoặc là muốn làm chủ công việc kinh doanh của mình, thì các bạn cần phải học ngay cái lớp vị thế thủ lĩnh này. Tại vì trong cái lớp này tôi đã đào tạo những cái module cực kỳ tuyệt vời để giúp cho bạn có thể tự tin phát biểu trước công chúng, giúp cho các bạn có thể lãnh đạo quần hùng. Nên là cái khóa học này
chỉ dành cho những ông nào mà có tiền thôi, còn những ông nào không có tiền thì không học được. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình không có tiền ấy mà mình cố mình học ấy thì càng mất nhiều tiền hơn, nên là để cho đội có nhiều tiền nó học nó về nó dễ vận hành hơn. Ok nhá, khoe nó học vậy thôi. Nên là nhắc lại này, nếu mà bạn bạn Nguyễn Thanh Sơn ấy mà muốn đòi được nợ xấu ấy thì tham gia lớp học đòi nợ văn minh nhá, 2.868.000 inbox cho tôi sẽ hướng dẫn. Rồi ok, tiếp tục xem có ai hỏi hay không. Thu nợ xấu nhá, thì học thu nợ xấu nó xong rồi. Ok, cảm ơn anh Lê Tiến Dũng ở Lào Cai đã chào tôi không phải là sư phụ của anh. Rồi ok, xin chào anh Đào Thùy. Anh Đào Thùy bảo cái gì nhà tôi đầy ấy, không hiểu câu hỏi nhá, không hiểu trả lời nhá. Ok, xin chào anh Gia Mừng, xin chào anh Vũ Ngọc Tính, xin chào Trần Thảo Thanh Giang, xin chào Bùi Xuân Chiến, xin chào toàn thể anh em. À, thế bây giờ như này đi, giờ tôi xem ở trên này có câu hỏi nào hay hay không tôi trả lời cho. Rồi ok, toàn có dạ vâng rồi, em đã chia sẻ rồi. Ok rồi, Đinh Phúc Trần là 6868 giống số biển kiểm soát. Đúng rồi, bây giờ mình chơi nó phải lạ chứ, của cặp mẹt. Hay quá, được rồi, ok nhá. Tiếp này, thế thì lúc tại vì hôm nay tôi muốn thử cho anh em biết cách tôi làm kinh doanh online như thế nào này. Đây ông nhìn này, dụng cụ của tôi nhá. Thứ nhất là làm kinh doanh online này, đây là có micro to như nắm tay này, được chưa? Điện thoại này, máy tính bảng này, máy tính bảng có cần này này, nào nhìn này, đây. Đấy, cần máy tính bảng này, cho hẳn máy tính bảng đến mặt luôn này, đấy chưa, rơi trước mặt này lại bấm 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 chưa. Tôi trang bị thiết bị làm online hơi kinh nhưng mà nên là nhiều thứ nào hay lắm, được chưa? Ngoài ra còn máy tính cây rồi là các thứ, rất nhiều thứ để chúng ta có thể làm kinh doanh online. Còn nếu mà bạn không có những thiết bị như điện thoại di động hoặc là không có được công cụ như của tôi ấy, thì các bạn dùng một cái điện thoại cùi bắp thôi vẫn làm ngon mà. Ok rồi, xin chào anh Vũ Nguyễn Ngọc Linh. Các bạn chỉ cần dùng điện thoại cùi bắp các bạn có thể kinh doanh online thành công rồi mà, nên là đừng có phụ thuộc vào bất kỳ một điều gì cả. Có rất nhiều ông nghĩ rằng là kinh doanh online thì phải cần súng to súng bé, cái nọ cái chai, không cần phải một cái gì cả, cứ làm thôi thì nó có kết quả. Còn nếu mà công đợi súng ống đạn dược đầy đủ mới làm thì thằng khác nó đớp hết rồi, nó đớp hết mọi thứ rồi. Nên là khi mà làm online ấy, thì mình sẽ làm từ những cái đơn giản thôi, tôi hướng dẫn cái gì làm cái đấy thì chắc chắn sẽ thành công, không bao giờ xịt được. Còn nếu mà tôi nói xong mà các bạn không làm ấy thì nói chung là nó không có kết quả đâu, tốt nhất là thôi đừng có đi học nữa, phí tiền mất thời gian, được không? Rồi nhá, ok nhá. Thì hôm nay tôi định lên livestream này để chia sẻ với anh em vài cái bí mật trong những cái chương trình đào tạo của tôi, nhưng mà tại vì hôm nay tại sao cái máy tính của tôi nó không kết nối, máy tính bảng nó không kết nối được với là laptop, nó không kết nối được với máy tính để bàn nên là tôi không trình diễn được. Nhưng thôi không sao cả, không trình diễn được thì thôi có sao đâu, hôm sau tôi làm video cho anh em xem nhé. Rồi ok, ai muốn kết nối cùng với Xuân Trịnh để tham gia những cái khóa học tuyệt vời, khóa học số 1 nó đã mang tên gì nhỉ, tôi tắt mất đi rồi, thôi không quan trọng. Anh em cứ khi mà gặp phải vấn đề gì trong kinh doanh thì cứ comment mà hỏi thôi, hỏi tôi sẽ trả lời, còn không hỏi thì tôi không trả lời. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã xem livestream của Xuân Trịnh nhé, kết thúc cái livestream hôm nay ở đây. Rồi, cảm ơn các bạn.